Vâng, mến chào tất cả các bác. Em chính quay video giới thiệu các bác một con bao con đẩy BC2002 monitor. Đây là dòng đẩy Yamaha rất là nổi tiếng ở anh em cho audio. Nên em về được một con vừa cập bến nha các bác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em. Giá nó là 12 triệu đã bao gồm phí ship. Con này về rất là keng luôn. Các bác thấy phía trên nóc nó này rất là đẹp nha. Bật nguồn lên nha. Đây, các bác hiện thấy được khi em nó lên đèn có hai đồng hồ vô và hai vi tinh chỉnh phía trước nha các bác. Điện áp 100V phục vụ các bác vừa nghe nhạc đánh với những dòng loa monitor của Boss, BMB, Jackwin Vega, những dòng bass $40 nha các bác. Yamaha BC2002M. Đây em mời các bác xem phía trên. Con này về cái nóc rất là đẹp luôn. Hai bên mỗi vế tản nhiệt của 8 mũi sò sét. Cái chân những dòng này nó tản nhiệt mang cả hai bên không dùng quạt nên các bác phục vụ nghe nhạc rất tuyệt vời. Đây, con này về chân chén đầy đủ nha các bác. Tôi nhận chữa xương khớp. Đây, phía sau nó cũng cổng kết nối và trạm loa nha các bác và những bộ chân. Rồi sau đây em mời các bác xem luôn cấu hình bên trong với một nội thất rất là mới luôn nha các bác. Rất là mới, giá em cân đối rồi, 12 triệu bao ship nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200.000 đối với con Yamaha BC2002 monitor này. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ cho em nha. Sau đây em mời các bác xem nội thất. Vâng, sau đây là mời các bác xem đồ điệp bên trong của con BC2002M. Các bác thấy thì sexy của nó này, sáng tròn luôn nha các bác. Đây, còn ánh kim luôn này. Sexy như những con máy chắc bài về các bạn sẽ thấy đồ đẹp này. Đây là cái tăng full xuyến mà mỗi bên nó là sử dụng là 8 sò sách và bo nó là bo hai vĩ như các đặc trưng của dòng BC2002 monitor. Bác nào lấy thì liên hệ cho em nha, chỉ có một con duy nhất nha. Mọi chi tiết mua sắm sản phẩm các bác liên hệ cho qua hai số điện thoại này để chốt con BC2002M để về vừa nghi vừa trưng bày hát karaoke gia đình.